chào mọi người và nhất là các chị gái tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với các chị về cái tử vi của năm Tân Sửu năm 2021 cũng như vận hạn những tháng còn lại của năm Tân Sửu. Một cái năm mà theo em đánh giá là khá là tốt đẹp cho các chị tuổi Giáp Dần. Ở trong nhiều cái khía cạnh, đặc biệt là năm nay với cái phúc tinh Mộc Đức, một cái ngôi sao đem đến nhiều may mắn, danh lộc tốt, thì sẽ có nhiều cái thuận lợi. Nhưng mà em xét cái trên cái vận hạn của tổng thể từng năm, từng tháng á, thì rõ ràng là từ tháng Giêng tới tháng Tư thì nó lại không có tốt đẹp. Tốt đẹp từ bắt đầu tháng 5, là tháng này nè, trở đi. Em không làm cái tuổi Giáp Dần, đáng lẽ em không có làm tuổi Giáp Dần ở trong năm nay vì em cảm thấy là em xét nó thấy nó có nhiều cái tích cực, nhưng mà cũng không biết lý do tại sao mà có rất là nhiều chị gái cứ vào hỏi là sao năm nay bỏ qua tuổi Giáp Dần không làm này kia. Thì em có xét lại để coi nhiều khi mình có đánh giá sai không, thì rõ ràng có một chút sai sót là nhìn ở bên ngoài thì có nhiều tốt đẹp, tuy nhiên ở trong tọa cung tiểu vận, tọa cung tiểu hạn thì cũng vẫn còn nhiều cái rắc rối, đặc biệt là những cái tháng đầu năm. Cho nên thôi, đã lỡ xem xét kiểu đó là coi như xem xét gần hết cái tuổi rồi, cho nên em làm luôn để chia sẻ cho các chị, để các chị tốt xấu gì đó để các chị tự ứng dụng và biết là tháng nào như thế nào ra sao, xấu tốt để mà cương nhu cho nó phù hợp. Đầu tiên hết á, là phải nói tới tuổi Giáp Dần là những người sẽ sinh vào ngày 23 tháng 1 năm 1974 cho đến ngày mùng 10 tháng 2 năm 1975. Đấy là những người sẽ chịu sự chi phối của tử vi tuổi Giáp Dần. Mình đang nói về dương lịch ha. Mệnh là Đại Khê Thủy. Đây là một trong những cái tuổi có cái thiên can đứng đầu chữ Giáp, cho nên là mệnh số đa phần là những người có tiếng nói, có cái cung quan lộc tốt đẹp. Thường thì những người này là nên đi vào cái con đường quan vận hoặc là làm chủ sớm thì hay hơn ha. Rồi, đó là cái sơ khởi cho người tuổi Giáp Dần ở trong năm Tân Sửu, năm mà mình có cái 48 tuổi, chuẩn bị đón cái đại hạn 49 tuổi ở năm tới. Cũng có thể là một số anh chị dù là năm nay sao hạn tốt nhưng mà vẫn không có cái nhiều cái thuận lợi, thì không phải là cứ vào năm tuổi rồi thì nó mới xui, nhiều khi là nó rơi từ từ tới năm tuổi là tới đấy. Tuy nhiên là ở những cái năm rơi, khoảng rơi này thì các anh chị la làng, vốn dĩ người Giáp Dần là một trong những người lớn mạng lớn số, đa phần chứ không phải em nói tất cả nha, là những người có cái cuộc sống khá là xuôi thuận về tài lộc, tuy nhiên gia đạo thì hơi có chút rắc rối nhưng không quá lớn, vì là người chữ Giáp vốn dĩ lớn mạng quá, lớn ác được chọc ha. Rồi, cho cái tử vi của năm Tân Sửu là một cái năm thổ. Xét về bản mệnh thì là người mệnh thủy gặp năm thổ là tương khắc xấu, chủ về một năm mà sức khỏe yếu kém, dễ có bệnh nạn ở trong cái bổn mạng của mình. Khi mà bổn mạng bị năm tương khắc như thế này thì phúc tinh đại tinh ở trong tọa cung tiểu vận, tọa cung tiểu hạn của mình nó cũng sẽ suy xiển đi, không có phát huy cái tác dụng tối đa của mình. Sao chủ của năm là được phúc tinh Mộc Đưng chiếu mạng. Phúc tinh này thường mang tới nhiều chuyện may mắn tốt lành cho nữ, nhất là về mặt tình cảm gia đạo. Đại kiếp tức là tốt nhất á, là vào các tháng như là tháng Chạp và tháng 10 âm lịch. Tuy nhiên là các chị phải đề phòng sức khỏe, bệnh tật liên quan tới bệnh đường mẫu huyết. Hạn của năm chỉ là hạn tam kheo, đây là một tiểu hạn, chủ về sức khỏe không được tốt, đề phòng xây sát tay chân. Hạn này chủ về cái sức khỏe của mình nhiều hơn là cái công việc làm ăn, cho nên năm nay cẩn thận đi lại xe cộ, coi chừng té ngã và xây sát tay chân. Đặc biệt là những người chị tuổi Giáp Dần mà sinh vào cái khoảng thời gian từ tháng 4 cho tới tháng 7 thì cẩn thận cái vấn đề phong thấp tay chân, nó
không có được tốt đẹp. Vận niên là vận niên tốt khi gặp vận niên thử quy đường, thử quy điền chứ lâu. Đây là vận niên cứ tưởng tượng là cái hình tượng con chuột được về một cái cánh đồng, thì nó báo hiệu một năm no đủ, tài chính hoành phát và gặp nhiều chuyện may mắn bất ngờ. Các chị năm nay á, làm việc gì cũng được quý nhân giúp đỡ, tài lộc thì có thể phát huy một cách tốt đẹp. Ở đi làm cơ quan hạng sự, làm trong môi trường nhà nước thì rất là dễ được thăng tiến, gặp bạn tốt, hoặc là trong nhà dễ có hỷ sự khi mà gặp cái vận niên thử quý điền như thế này ha. Thiên can thì chữ giáp với chữ tân á, là bình hòa, không xung không hợp, cũng không có khắc kỵ gì. Đây là một năm công việc cũ có thể là thuận thành tốt đẹp, có thể mở rộng ở trong công việc làm ăn khi với thiên can như thế này mà kết hợp với lại sao mặt đức của năm. Rồi địa chi thì dần sửu là bình hòa tự chủ, công việc thì không có vấn đề, mà cái trụ địa chi á, thì thường là về mà tình cảm gia đạo, cho nên mà địa chi không xung không khắc như thế này thì có thể nói là gia đạo tình cảm không có vấn đề gì, quá buồn phiền âu lo khiến cho người giáp dần phải mà nói. Đó là nhìn sơ khởi ở bên ngoài khá là nhiều thuận lợi ha, được cái sao tốt nè, chỉ có cái mệnh là không được tốt đẹp thôi. À bây giờ tiếp tục tới xét coi tọa cung tiểu vận và tọa cung tiểu hoàng, đặc biệt là những cái cung xung chiếu, xung mạng đồ này kia ở trong cái tử vi của năm Tân Sửu năm 2021 nó thể hiện ra sao. Tọa cung tiểu vận thì có các sao như là đại hao nè, thiên trù, tử phù, đào hoa, nguyệt đức, thiên việt. À, thiên việt rồi tới nguyệt đức. À, thiên trù, tử phù, đào hoa, nguyệt đức, đây là bộ sao có thể nói là tốt đẹp. Thiên trù là món ăn, là thức ăn, cái gì đó là tốt đẹp. Tử phù, đào hoa, nguyệt đức, thiên việt thì toàn là những cái phúc tinh. Cho nên báo hiệu đây là một cái năm có thể có nhiều thuận lợi ở trong công việc, có sinh tài lộc. Tuy nhiên đại hao lại đi trước thiên trù. Ở trong này thì đại hao đi trước thiên trù, tử phù, đào hoa, nguyệt đức, cho nên là làm nhiều nhưng hao tốn cũng sẽ rất nhiều. Cẩn trọng ở trong cái việc làm ăn. Rồi tọa cung tiểu hạn có thể nói là đây là cung xung chiếu, thì có trực phù tử phù và bác sĩ. Đây là bộ sao rất không tốt về mặt bổn mạng và sức khỏe của người giáp dần ở trong cái năm như thế này. Còn cung nhị hợp thì có các sao như là bát, phục binh, thiên hư, tuế phá mà đi với quan đới. Cung nhị hợp này căn này nha, phục binh, thiên hư, tuế phá và quan đới. Đây là một năm rất dễ đáo tụng đình, gặp những cái việc không tốt đẹp khi mà thưa kiện của cái người giáp dần nữ mạng. Quan đới rồi phục binh rồi thiên hư, có thể nói đi với tế phá nữa, thì có thể nói là như thế này nè, đối tác hoặc là những cái người làm ăn với mình có thể sẽ kéo mình đến những cái việc không tốt đẹp. Phục binh là có thể nói là do con người gây ra, thiên hư cũng có thể là do vận thế, do ý trời, không phải do mình chủ động. Tuế phá là tổng hợp đều ba cái này đem đến là những cái điều phá toái, có thể là do ý trời, có thể là do nhân, là đi tới quan đới nữa. Cho nên cẩn trọng nhiều một tí xíu ở cái cung nhị hợp như thế này, ở trong các đối tác làm ăn trong cái năm Tân Sửu năm 2021. Còn cung tam hợp thì có tấu thư, kình dương, địa võng, đường phù, quả tú, kiếp sát, thiên không, toàn là những cái phá tinh. Trong đó có tấu thư, kình dương, coi chừng giấy tờ là mình bị đau đầu. Kình dương là cái đầu bị thương, cái đầu bị nhiều cái không tốt đẹp. Còn có địa võng, đường phù, quả tú, rồi bị kiếp sát và thiên không nữa.
cẩn trọng đi ra đi xa, có vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là tình cảm trong gia đạo. Cái cung tam hợp mà của cái tổ cung tiểu bằng, tổ cung tiểu hoàng á, thì là nó liên quan nhiều đến gia đạo tình cảm, có thể không phải là chồng con mà có thể là anh chị em trong gia đình, làm cho mình buồn phiền, suy hao tài lộc, không có điều tốt đẹp. Năm này á, còn có phải cẩn thận về mặt sức khỏe ở trong cái cung tam hợp như thế này, đối với cái người mẹ, người phụ nữ lớn ở trong nhà của mình ha. Rồi, đó là cái tử vi xét cả tọa cung tiểu vận, tọa cung tiểu hạn, các cái sao phúc tinh phá tinh ở trong cái năm Tân Sửu năm 2021, cũng như là cái nhìn bên ngoài. Bên ngoài thì có nhiều điều khá tích cực, tuy nhiên là tọa cung tiểu vận, tọa cung tiểu hạn thì xấu như thế nào nãy mình đã giải thích rồi, các anh các chị phải để ý. Rồi, vận hạn của những tháng còn lại trong năm Tân Sửu năm 2021 thì mình sẽ bắt đầu từ tháng 5. Bây giờ đã là ngày 10 mấy tháng 5 rồi, 13 rồi, ngày mai 14 rồi. Tháng 5 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021 chính là tháng Giáp Ngọ. Mà tháng Giáp Ngọ là một tháng kim, như vậy tháng này khá tốt đẹp về bổn mạng và sức khỏe cho người Giáp Dần. Khi sao? Khi kim của tháng sinh thủy của bản mệnh. Bản mệnh được tương sinh, phúc tinh và tài tinh, vì thế nó cũng được hưởng lợi so với cái việc mà sức khỏe và bổn mạng không phải lo lắng gì. Đây là điều tốt đẹp. Thiên can chữ Giáp của Giáp Dần và chữ Giáp của Giáp Ngọ là đồng hàng, cho nên công việc tốt đẹp, hanh thông, có thể là tài lộc dễ sinh. Địa chi Dần Ngọ thì thuộc nhóm tam hợp Dần Ngọ Tuất, tốt cho gia đạo tình cảm, dễ được quý nhân giúp đỡ nếu như công việc gặp khó khăn ở trong những cái tháng đầu năm. Tháng này sẽ có nhiều người đưa đường chỉ lối cho mình mà vượt qua. Như vậy khởi đầu của cái tháng năm khá là tốt đẹp khi bản mệnh được tương sinh, thiên can thì đồng hàng, địa chi thì tam hợp, như vậy thì là tốt đẹp quá rồi, không có gì phải phàn nàn ở trong cái tháng năm này. Tiếp đến đó là tháng 6 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021. Tháng này thì mình đã nói rất nhiều ở những cái video nói về tử vi, thì đây là tháng rất xấu về vận thế của năm này. Tháng này nó xung, nó đủ trò hết với cái năm, cho nên tháng này theo mình dự đoán thì là nhiều cái sự rung rủi xấu sức xấu, nhưng không chắc gì là xấu với người Giáp Dần. Có thể là cái chết của người này sẽ nuôi sống người kia ha. Tháng 6 là tháng Ất Mùi, tháng Ất Mùi tiếp tục là một tháng kim, như vậy bản mệnh cũng giống như tháng 5, khi kim của tháng sinh thủy của bản mệnh, bản mệnh và sức khỏe sẽ không bao giờ phải cần phải suy nghĩ, cũng giống như tháng 5. Ok, tốt đẹp. Phúc tinh và tài tinh nhờ cái sự tương sinh bản mệnh này sẽ phát huy tác dụng tối đa. Đặc biệt là mình có cái phúc tinh mọc đức ha. Thiên can giáp Ất không xung không hợp là trạng thái cân bằng thì chủ về mặt tử vi, cả giáp lẫn Ất thì thuộc hành mộc. Đây là một thiên can không có xung không khắc, cho nên tốt đẹp, không có vấn đề. Địa chi Mùi Dần thì không xung khắc hay hình hại, vì vậy gia đạo tình cảm cũng không có vấn đề. Tháng 5, tháng 6 khá là ngon lành khi bổn mạng được tương sinh. Tháng 5 thì có tam hợp, tháng 6 thì không có cái việc gì về địa chi. Còn thiên can thì tháng 5 tốt hơn tháng 6 một chút xíu, vậy thôi. Rồi, tiếp đến đó là tháng 7 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021, tháng cô hồn của người Phật giáo. Tháng này là mình có tổ chức cái lễ trai đàn chỉnh tế cầu siêu đây. Vì mình là người vốn dĩ tu ở Phật giáo, cho nên là mình cũng phải cố gắng mình làm. Với lại ba mình đã mất rồi, năm nay là năm thứ tư rồi, mình phải cố gắng làm cầu an, cầu siêu cho ông. Tháng Bính Thân, tháng cô hồn là một tháng hỏa, như vậy xét về trụ mệnh thì không tốt đẹp cho người tuổi Giáp Dần. Vì sao? Người tuổi Giáp Dần là mệnh thủy, gặp tháng hỏa là sao? Thủy khắc hỏa, bản mệnh khắc tháng, sức khỏe gặp không tốt, cẩn trọng những cái bệnh nặng nhẹ. Rồi, thiên can giáp Bính thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng về tử vi. Nạp âm của giáp là mộc, Bính Đinh là hỏa, cho nên đây là nạp âm ngũ hành sinh xuất. Tháng này coi chừng suy hao về tài lộc, nhưng không lớn, hoặc là nằm trong cái sự tính toán đầu tư của người Giáp Dần. Địa chi thì thật sự là tháng này không tốt đẹp, khi Dần Thân là một cái cặp địa chi lục xung.
lục xung hoặc là chính xung ở trong cái bộ tứ hành xung, dần thân tị hại. Cho nên là rất nhiều khả năng tháng này là một tháng gia đạo tình cảm có nhiều cái buồn phiền âu lo, thậm chí là không tốt đẹp trong cái mối quan hệ với chị em là những cái gia đạo của mình. Tiếp đến đó là tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch là tháng Đinh Dậu, tháng Trung Thu, tháng Đinh Dậu tiếp tục là một tháng họa. Như vậy xét về bản mệnh thì là sao? Thủy của các chị sẽ khắc họa của tháng. Bản mệnh khắc tháng, bụng mạng sức khỏe không được tốt, cẩn trọng những cái tai nạn bệnh nạn nhẹ. Thiên can thì cũng giống như cái tháng 7 khi chữ Giáp và Đinh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Tuy nhiên nạp âm ngũ hành của Giáp là Mộc, bính Đinh là Hỏa, đây là nạp âm ngũ hành sinh xuất, tiếp tục là một tháng coi chừng có sự suy hao về tài lộc nhỏ. Địa chi Dần Dậu không xung không khắc không hình không hại với nhau, cho nên gia đạo tình cảm của tháng này sẽ tốt đẹp hơn tháng 7, không có nhiều cái buồn phiền nữa ha. Rồi tiếp tục là tháng 9 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021, mà tháng 9 âm lịch là tháng Mậu Tuất. Tháng Mậu Tuất là một tháng mộc, như vậy xét về bản mệnh thì bản mệnh là sao? Sinh xuất. Khi thủy sinh mộc, bản mệnh sinh xuất, sức khỏe và bổn mạng suy yếu, phúc tinh và tài tinh vì thế cũng suy yếu theo. Rồi địa thiên can là chữ Giáp của Giáp, dần sẽ khắc chữ Mộc. Thiên can khắc tháng xấu, công việc cẩn trọng, có kẻ phá toái. Tháng này thì dễ có nhiều cái không tốt đẹp ở trong công việc, đặc biệt là có thể là suy hao tài lộc, mà thậm chí là tài lộc lớn luôn. Cho nên tháng này mà ai mà hỏi mượn tiền thì thôi, tốt nhất là em không có tiền ha, chị không có tiền, chứ có đưa ra là đi luôn ha. Địa chi thì tốt đẹp hơn vì thuộc cái bộ tam hợp Dần Ngọ Tuất, khi người tuổi Dần rơi vào tháng Tuất, gia đạo tình cảm có thể nói là tháng này sẽ tốt hơn cả tháng 8 nữa, chứ không phải là chỉ tốt hơn tháng 7 đâu. Tháng này có nhiều thuận lợi và có khi là nhờ cái bộ tam hợp này nó sẽ hóa giải bớt đi những cái khó khăn mà công việc cái chủ thiên can đem lại, nhờ tam hợp mà hóa giải bớt, không có thể nói này nhỉ. Tháng này nếu mà gặp chuyện khó khăn với chữ Giáp khắc chữ Mậu là mình có thể giải quyết được, nhờ cái bộ tam hợp này nó có thể đem đến quý nhân, đem đến đưa người đưa đường chỉ lối cho các chị. Tiếp tục là tháng 10 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021. Tháng này sau Mộc Đức phát huy tác dụng rất là tốt, người ta kêu là tháng đại kiếp. Tháng này với tháng 12 âm lịch. Và tháng này á là Kỷ Hợi thì tiếp tục là một tháng mộc. Như vậy thì cũng giống tháng 9 khi bổn mạng bị sinh xuất, bổn mạng sức khỏe yếu, cộng với cái phúc tinh tài tinh nó suy giảm đi cái tác dụng. Tuy nhiên là không cần quan trọng cái việc tài tinh hay phúc tinh suy yếu. Vì sao? Vì cái chữ Giáp của Giáp Dần và chữ Kỷ là thuộc cái bộ thiên can ngũ hợp. Công việc thuận thành hanh thông, rất dễ có tài lộc lớn. Kết hợp với địa chi Dần Hợi nằm trong cái bộ tứ hành xung, Dần thân tị hại, nhưng bộ này rất là đặc biệt, Dần Hợi lại là thuộc lục hợp, vì vậy gia đạo tình cảm không có phải lo lắng gì, thậm chí là rất tốt đẹp. Thậm nhờ cái bộ lục hợp này có thể là có quý nhân giúp đỡ mình ở trong mọi việc có được tài lộc lớn. Mình hy vọng, mình nghĩ rằng với cái tháng 10 thì sức khỏe suy hao không nhiều, cộng với thiên can và địa chi như thế này thì tháng 10 có thể nói là tháng tốt đẹp thứ nhì sau tháng 5 ha. Rồi tiếp đến đó là tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch của năm Tân Sửu là tháng Canh Tý. Tháng Canh Tý thì tháng Thổ, như vậy không tốt đẹp cho lắm. Vì sao? Vì Thổ của tháng sẽ khắc Thủy. Tháng khắc bản mệnh không tốt, cẩn trọng bổn mạng sức khỏe, đề phòng tai nạn phạm thân, thậm chí là nguy nan tới bộ mạng của mình. Thiên can thì chữ Canh sẽ của tháng sẽ khắc chữ Giáp. Tháng khắc thiên can, công việc dễ lâm bế tắc, suy hao tài lộc lớn, cẩn trọng vướng pháp luật, kiện thưa không tốt đẹp. Thổ của tháng đã khắc rồi thì phúc tinh tài tinh chắc chắn là suy yếu, lại thêm cái vụ thiên can bị tháng khắc nữa thì chắc là mệt mỏi về sức khỏe và công việc. Địa chi Tý Dần không xung không khắc không hình không hại, cho nên gia đạo tình cảm của tháng này có thể vẫn là một cái tháng tốt đẹp, không có vấn đề gì.
Cuối cùng là tháng 12, tháng chạp của năm Tân Sửu năm 2021. Mà tháng chạp là tháng Tân Sửu luôn. Tháng Tân Sửu của năm Tân Sửu chắc chắn đây là một tháng thổ nữa. Như vậy xét về bổn mạng là thổ tiếp tục khắc thủy. Tháng khắc mãn mệnh không tốt, cẩn trọng bổn mạng sức khỏe, đề phòng những cái tai nạn phạm thân nguy nan tới bổn mạng của mình. Thiên can thì chữ Tân và chữ Giáp không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Cho nên tháng này có thể là một tháng bình thường ở trong công việc mọi điều, đỡ đần hơn nhiều cái tháng 11. Địa chi thì Sửu dần tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có xung khác nhau. Như vậy tháng này tiếp tục là một tháng tốt mà về cái gia đạo tình cảm ở trong cái năm Tân Sửu năm 2021. Hãy nên nhớ rằng là cái phúc tinh mộc đức tháng này phát huy tác dụng cũng rất tốt. Mình có nói rồi, tháng 10 và tháng chạp thì hy vọng với cái sự phát huy tác dụng của sao mộc đức tốt nhất gọi là đại kiếp, thì nó sẽ phần nào làm cho suy giảm luôn cái việc mà không tốt về bộ mạng sức khỏe do tháng khắc bộ mạng của mình gây ra. Như vậy thì mình đã tổng hợp và chia sẻ đến các chị Giáp Dần những cái thông tin cơ bản về tử vi của cái năm Tân Sửu năm 2021, cũng như cái vận hạn những tháng còn lại của năm Tân Sửu. Bên cạnh những điều tích cực về cái mặt tử vi khi có phúc tinh mộc đức chiếu mạng, tháng thì có tháng 5 và tháng 10 quá tốt đẹp, thì vẫn còn đó cái sự khó khăn, đặc biệt là ở trong cung tam hợp và cung nhị hợp của tử vi, đem đến nhiều cái sự phiền toái bực dọc. Thì hy vọng rằng những cái thông tin mình vừa chia sẻ sẽ giúp các chị có được cái định hướng nhất định ở trong những cái tháng còn lại, mà thật sự có được một cái tháng, một cái năm Tân Sửu, một cái năm tiền đề chuẩn bị đón cái đại hạn 49 tuổi của năm sau, cũng như là cái việc mà bị trực thái tuế. Hy vọng rằng các chị chuẩn bị tâm lý tốt và có được một năm thắng lợi để mà năm sau mình có thể nằm yên chờ thời, đúng không các chị? Các chị xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi và Cuộc Sống xin bấm đăng ký ở đây để đón chờ những cái video khác về tử vi phong thủy, có thể là tuổi của các anh các chị cũng như là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.